Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay tôi đang đứng ở đây là đường quốc lộ 55, nằm trên địa phận của thị trấn Long Điền quý vị nhé. Hãy đi một tí xíu ấy, là có cái cây xăng Đông Nam ngay đây này. Từ đây ra đến cây xăng Đông Nam ấy, ngay góc ngã ba ấy, là khoảng hơn 100 mét thôi. Để rẽ tay phải là đi về thị trấn Đất Đỏ. Đấy, rẽ tay trái đây là về thành phố Bà Rịa, và là trung tâm của thị trấn Long Điền. Đấy, ngay gần đây là chợ Long Điền, đi thẳng đây một chút xíu này. Đây ngay gần cái ngã tư này, đi thẳng về An Ngãi các thứ. Còn đây là cách vị trí chúng tôi đứng đây khoảng mấy trăm mét thôi là đến trung tâm hành chính của huyện Long Điền. Thì sơ bộ cho quý vị biết được cái địa thế, cái khu vực này nó như thế nào. Thì giới thiệu quý vị một cái lô đất nằm trên mặt tiền đường quốc lộ 55 này, có diện tích là chiều ngang là 10 mét. Đó, chiều ngang 10 mét, thế 10 sâu 57, trong đó có 100 mét đất ở rồi, 570 mét vuông. Giá đang chào bán là 4.4 tỷ quý vị nhé. 4.4 tỷ mặt tiền được. Đó, này tôi sẽ đứng ở từ bên này, tôi quay sang phía bên kia để quý vị thấy cho nó rõ hơn. Đấy, thị trấn Long Điền ở ngay đây. À quên, trung tâm hành chính huyện Long Điền. Đây, đất của mình đây ngang 10 mét quý vị nhé. Các thứ là đều có mốc, các thứ đầy đủ luôn rồi. Đấy. Đấy, cây xăng Đông Nam đằng trên kia. Đấy, tôi zoom lên tí đấy, là cái cây xăng Đông Nam nó ngay góc này này. Nhìn này. Đấy, chỗ ô tô đổ một chút này là cây xăng Đông Nam. Đấy, thì sơ bộ cho quý vị biết một cái lô đất ở ngay quốc lộ 55 này. Quý vị nào quan tâm thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại ở bên dưới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Quý vị hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Xin thân ái và chào tạm biệt.